Dạo này có một số người hành động thiệt là khó hiểu. Bao nhiêu tuổi chơi là cà vạch gấu nè. Khi sánh đôi cùng người đẹp, chân khép lại, mong vẫy ra, ngực ưỡng về phía trước, mắt nhìn về kiêu hãnh đi. Khi bị đau, ai da ai da, ai da ai do. Khi tập yoga, trời đứng cái tướng mà tập. Khi chào khách, chào đón khách VIP. Cả suy nghĩ cũng thiệt là táo bạo hết sức. Có công việc dành cho ai nữa anh đi không? À, làm gì? Dài 1 mét, ngang 2 mét, sâu thăm thẳm. Làm mồi cho cá mặn. Rất nhiều điều bất ngờ khác đang đợi bạn khám phá trong buffet tài chiếu tuyến lúc 20 giờ chủ nhật 23 tháng 12 duy nhất trên HTV2.